nhìn cái gì vậy? Kêu anh nhìn là rồi anh chết là anh chửi đó nha. Như nào? Mày làm sao? Mày làm sao? Mày như nào? Như nào? Mày làm sao? Mày làm sao? Mày như nào? Như nào? Mày như nào? Con mẹ ra mày. 200 triệu á, điệp mà căng thế. 200 triệu hơi căng ấy. Nhưng mà mình phải hứa bao giờ trả đi, bây giờ mượn thì được rồi, mình phải nói sao hợp lý. Hứa 2-3 ngày trả thì nó vô lý quá. Giật luôn được không? Giật luôn được không? Con mày ra đó. Quay từ từ game này, nhả hết cái bài thì cái bề quá. Bắn chết bảo nó đá chim đâu có đâu. Em có nói em đá nó đá chim đâu. Em nói là sao nó cái tâm nó nhìn nó gì kỳ. Thề. Chưa ai nói gì hết tự nhiên nói đá chim xong tự nhiên chửi mình luôn. Con mẹ nó. Mấy thằng này kỳ ghê, nó canh hay gì á. Bồ xanh. À nhầm. Đâu rồi? Đi thật đấy. What's up, baby? Happy birthday. Còn mẹ ông. Còn mẹ ông đó. Sao ông kêu tôi bắn gà? Tôi bảo bắn gà nào. Hay gà ông. Trong lòng tôi ông là number one của mẹ đó rồi. Number one, chấm hỏi luôn. Number one đó này à. Tôi mà là con gái thì tôi yêu con mẹ đó luôn rồi. Tiếc quá tôi không phải là con gái. Namo. Thì bây giờ tụi mày biết cái biệt danh của tao chưa? Tao là bô xanh lá đó con mẹ tụi mày. Yeah baby. What's up baby? Đẹp mà. Bo này là bo của mình rồi. I am bô xanh lá. Mẹ cái thằng lồn này vừa bắn tao rồi con mẹ tụi mày. Có thằng nào chưa bê qua sông không vậy? À có thật nè. Có thật nè. I am bồ xanh lá. Ok. Ok baby. Baby. Tôi đếc kia được ghép bồ à. Đây tao thấy ăn lồn. Đi mà ăn lồn này bắn hay nè. Nhìn cách nó nhá mà tao nứng quá. Cái lồn mẹ mày. Thề. Thề. Phải lồn thật.
Thank you.